Cha của anh ta nói rằng sau khi ông buồn nên không còn dạy dỗ hai đứa con của mình. Vì thế nên Rengoku bỗng nhiên bị mất dạy, nên đã phải tự dạy cho mình luyện tới cấp độ của trụ cột. Quả thật là thiên tài, vì anh ta chỉ cần đọc qua bài tập sách hướng dẫn về hơi thở của lửa đã có thể lên được trình độ đó. Anh ta rất thích ăn, ta quất đến 11 hộp cơm trên tàu lửa. Nếu ba thằng quỷ kia không đến phá bệnh, có lẽ anh ta còn đã ăn thêm. Có vẻ như Rengoku là một người rất trân trọng cuộc sống. Sinh ra, già và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của con người. Trong thời gian còn sống thì hãy sống hết mình, tận hưởng mọi thứ đi. Điều quan trọng nhất đối với anh ta chính là câu nói của mẹ. Những người khi sinh ra đã mạnh mẽ thì hãy dùng thứ sức mạnh đó để bảo vệ những kẻ yếu. Rengoku rất nhiệt tình với các nhiệm vụ của mình với tư cách là một trụ cột. Dù cho cái thái độ của anh ta trong một số trường hợp không có phù hợp với nụ cười này cho lắm. Dù vậy, đa phần anh ta đều đáng yêu, đối xử tốt với mọi người và luôn tự hào về kỹ thuật và kiếm thuật phi thường của mình. Trang phục của anh ta bao gồm đồng phục thợ săn quỷ tiêu chuẩn màu hơi nâu. Anh ta hay khoác một cái áo choàng màu trắng với hoa văn ngọn lửa cháy rách rách từ dưới lên. Cả bọc cổ chân và đôi dép lào màu đỏ của anh ta cũng là tông xì tông đấy. Rengoku là một thanh niên có vóc dáng cao lớn với mái tóc màu vàng sáng cùng các vệt đỏ trên đầu. Trong truyện thì nhìn tóc nhân vật nào cũng hợp lý, chứ ra ngoài đường mà nhuộm kiểu này thì sẽ được gọi là bay hết cỡ với HKT. Anh ta xứng đáng với cái danh hiệu Mỹ Nam trong dàn trai đẹp đồng nghiệt của bộ truyện tranh nổi tiếng này. Là một trụ cột của quân đoàn sát thủ quỷ, Rengoku là một kiếm sĩ rất mạnh. Ngay cả những con quỷ mạnh như là Thượng Huyền Tam cũng phải công nhận cái sức mạnh này. Sức mạnh của Rengoku được Akaza tôn trọng hết mực. Hắn cho rằng anh đã đạt đến cảnh giới tối cao mà con người có thể đạt được. Điều đó được chứng minh khi anh có thể vừa chiến đấu vừa bảo kê Tanjiro khỏi Akaza một khoảng thời gian rất lâu. Đến tận lúc mặt trời sắp mọc, dù anh ta đang bị thương rất nặng. Điều đó có nghĩa là anh ấy gần đạt được tầm xuyên thấu thế giới. Một khả năng đặc biệt chỉ có vài con quỷ mạnh nhất mới có quyền truy cập. Cả hai anh em Rengoku đều được đào tạo bởi cha của họ cho đến khi ông chán chẳng muốn dạy nữa, khiến cho anh ta phải tự học một mình. Rengoku là con trai của Rengoku Shinjuro. Cha của anh được biết đến là một viên trụ cực kỳ danh giá của sát quỷ đội. Nhưng tự nhiên đột ngột ông lại rửa tay gác kiếm, rút khỏi đội. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến ông cảm thấy mình yếu kém. Rồi người vợ xinh đẹp của ông đã chết vì bệnh tật ngay sau đó. Trong sự kiện Vô Hạn Liệt Xa, trong giấc mơ của Rengoku có nhắc đến người em trai của anh. Anh ta mong em trai mình hãy sống bất khuất, làm theo những gì con tim mình mách bảo. Sức mạnh của Rengoku được bộc lộ khi anh ta ra sức bảo vệ hơn 200 người trên chuyến tàu khỏi lũ quỷ. Cuối cùng, anh ta đã có một cuộc gặp gỡ với Thượng Huyền Tam Akaza. Rengoku đã chiến đấu và cố gắng tiêu diệt hắn ta, nhưng rồi thất bại. Thật ra, nếu không kể đến yếu tố ánh sáng mặt trời, thì Akaza thừa sức tiêu diệt tất cả mọi người xung quanh với độ phục hồi bá đạo của hắn ta. Bình minh ló dạng, hắn đã lủi mất đi, để lại Rengoku bị thương nặng và hy sinh anh dũng.